Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Nhà Vườn sẽ giới thiệu đến quý anh chị cô chú một cái quả đồi giáp nước của hồ Suối Rau, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đặc biệt là lô đất này sẽ có 500 mét vuông đất phủ hồng là mình có thể lên được thổ cư. Nằm rất là gần cái trục đường chính đi từ Hội Bài qua đến Bình Châu, Hồ Tràm. Giá bán là rẻ nhất cái khu vực luôn. Giá chỉ có 1.3 triệu trên 1 mét vuông thôi, tức có nghĩa là 1.3 tỷ trên 1 sào thôi. Xin mời quý anh chị cô chú xem qua cái đồi này nha. Đây là cái con đường của nhà nước nha cả nhà, người ta đang thi công. Cái đường này mình sẽ chạy thẳng xuống là gặp cái mực nước của hồ Suối Rau luôn. Đi tầm khoảng là 300 mét, và cái hướng này thì đi ra lại đường nhựa khu dân cư, cũng cách tầm khoảng là 300 mét luôn. Ở đây thì đã có cái hệ thống đường dây điện rồi đầy đủ nè, chuẩn bị lắp ống cống nữa là sẽ hoàn tất cái con đường này. Có cột mốc, những cái cột mốc ranh giới của trụ của đường nè ha. Ở trong đây thì người ta đang xây dựng rất là nhiều nhà nghỉ dưỡng đó cả nhà. Nhiều nhà nghỉ dưỡng đang làm đó. Đó, người ta đang làm nhà nghỉ dưỡng nè, thấy không? Đó. Thì đây là cái con đường mà mình sẽ đi vô lô đất của mình nha cả nhà. Cái con cặp hai bên cái con đường này thì đất phủ hồng rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ đất của mình đó thì sẽ có tới 500 mét phủ hồng luôn. Là mình có thể lên thổ cư được đó cả nhà. Mặc dù là giáp nước hồ Suối Rau nhưng mà mình sẽ có thêm 500 mét đất phủ hồng thì đó là một cái lợi thế để mình có thể lên thổ cư sau này ha. Đây là cái con đường. Đường này mình sẽ mua bằng giấy tay để đi vô lô đất của mình. Mặc dù là không có giáp đường nhựa, giáp cái đường nhựa đang làm này nè, nhưng mà phía bên trong kia mình vẫn có phủ hồng nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vô quay lô đất cho cả nhà coi nha. Đây, con đường này là nhà chủ đất mua rồi tự ủi nha, chứ không phải là đường nhà nước mua cái tay. Đó, văn bản thỏa thuận hết nên cả nhà yên tâm, người ta mua rõ ràng rồi thì mới làm được đào ra như vậy ha. Ở chỗ này đó, ngay tới cái chỗ kia, tới cái đồi cao cao kia là đất của mình rồi nha. Đất của mình thì nó cách cái con đường nhựa đang làm tầm khoảng là 100 mét thôi, chưa tới 100 mét nha. Đó, đất của mình thì nó sẽ rất là cao, cao hơn cái đường rất là nhiều, nó là cái đồi mà. Cái đường đi vô lô đất là hiện tại mùa mưa cho nên nó là nó khá là sình, với lại là đồi cao mà cỏ mọc rất là nhiều rồi, cho nên là em sẽ quay bằng flycam cho quý anh chị cô chú dễ hình dung hơn ha. Đất của mình thì nó sẽ cao hơn cái những cái đất kế bên rất là nhiều. Đây là cái vị trí lô đất của mình nha. Nó sẽ rất là cao, cái ngọn cây của nó sẽ cao hơn cái ngọn cây kế bên. Đó là quý anh chị sẽ biết được cái độ cao của nó nha. Nó là một quả đồi luôn nha cả nhà. Cái quả đồi này thì một nửa là đất của người khác và một nửa là đất của cái lô em đang giới thiệu. Sát bên là đã có rất là nhiều nhà nghỉ dưỡng rồi. Mình sẽ nằm cái vị trí rất là trung tâm của hồ Suối Rau, nằm rất là gần cái trục đường chính đi từ quốc lộ 51 đi qua thẳng hồ Tràm. Đây là lô đất của mình nha. Đó, đồi chọc này nè có vài cái cây thôi, thì mình sẽ giáp nước mà ở phần phía đuôi, giáp nước sẽ ít thôi. Quan trọng là cái lô này là mình sẽ làm cái quả đồi cao, mình có thể nhìn tổng quát ra ha. Còn cái phần giáp nước thì em nói luôn là nó giáp nước khá là ít. Mặc dù là có giáp nước ở trên quy hoạch thì nó sẽ giáp nước nhiều hơn thực tế, nhưng mà nó khá là ít. Mình quan trọng là cái phần đồi cao mình có thể ngắm ra toàn cảnh cái khu vực này nha cả nhà. Thì giá của nó rất là rẻ, sát bên á là 3 triệu một mét vuông, nhưng mà sát ranh luôn 3 triệu một mét vuông, nhưng mà lô đất của mình chỉ có 1 triệu 3 trên một mét vuông thôi. Đã vậy còn có phủ hồng nữa. Đất ở Suối Rau, hồ Suối Rau mà kiếm được một lô phủ hồng thì rất là khó nha. Suối Rau nói riêng và tất cả các hồ nói chung đều vậy, tất cả các đất mà bám hồ mà phủ hồng thì rất là khó khăn. Đây là cái toàn cảnh xung quanh lô đất của mình, nói chung là rất là nhiều nhà nghỉ dưỡng nha cả nhà. Cái đường của mình thì đang làm rất là to, cho nên sau này cái đường làm xong thì mình đi cũng khá thoải mái. Mặc dù hiện giờ thì đường khá là sình nha, nếu mà đi mùa mưa, những ngày mưa thì rất là sình nha quý anh chị. Còn nếu như mà mình đi ngày nắng thì khác. Nói chung là cái khu vực này là khu vực hồ trung tâm của xã Suối Rau luôn. Nếu mà quý anh chị muốn mua đất mở rộng thêm để mà làm dự án thì sát bên cũng có bán luôn nha. Bây giờ em sẽ quay qua phần sổ sách cho quý anh chị cô chú coi. Đây là cái vị trí thửa đất nha cả nhà. Cái phần đuôi của mình á là nó sẽ giáp nước nhiều hơn là cái phần thực tế nha. Ở trên quy hoạch thì sẽ nhiều hơn, tại vì người ta có dự án là mở rộng lòng hồ thì sau này mình sẽ giáp nước nhiều hơn. Và bên cạnh đó sau này nữa thì sẽ có tầm nhìn đến 2030 thì sẽ có cái đường vành đai bờ hồ nữa ha.
là đất vành đai nếu mà có làm thì mình sẽ mất là 787 mét vuông đất giao thông và ngập thêm là 833 mét đất thủy lợi, còn lại là cây trồng lâu năm. Sổ này thì thuộc tòa số 68 thửa 47 diện tích là 6063 mét vuông. Một cái sổ thứ hai, thửa thứ hai đó là cái thửa này ghép lại là tòa số 68 thửa 145 diện tích là 7273 mét vuông. Và riêng cái thửa này thì mình sẽ có 555,8 mét vuông đất ở tại nông thôn. Cái này là sẽ gần với lại là cái đường đang làm, cho nên là nó sẽ có phủ hồng nha quý anh chị. Mặc dù là chỉ phủ hồng ít thôi nhưng mà rất là có giá trị luôn. Đó. Những cái phần mà phủ hồng không thì nó sẽ không giáp nước, nhưng mà đất của mình phủ hồng một ít vừa đủ để lên thổ cư và vừa giáp nước luôn ha. Quan trọng là giá rất là rẻ. Quan trọng là cái lô đất này giá rất là rẻ nha. Đây là cái vị trí, em sẽ zoom lên để cho quý anh chị cô chú xem được cái vị trí hồ của mình nó nằm ở khúc nào nha. Đó. Vị trí đất hồ của mình nằm cũng ngang khúc giữa của hồ xuống ra nha cả nhà. Từ cái vị trí lô đất này mình đi ra cái đường đường chính nha. Đường này là đường chính là đi từ Hội Bà Châu Pha về phía Đá Bạc rồi Hồ Tràm Bình Châu nè, là đường này. Đường chính này ha. Nó nằm rất là gần đường chính nha. Đó. Xung quanh nè, cái hồ xuống ra thì rất là hiếm những cái lô mà có phủ hồng luôn. Nếu như mà những cái lô phủ hồng chỉ có nằm phía trục này thôi thì giá thành rất là mắc luôn rồi. Một hectare tầm khoảng là 30 tỷ ha. Một 10.000 mét vuông đó quý anh chị thì tầm khoảng là 30 tỷ đó, tính theo mét vuông. Còn nếu theo mà đất mà tính theo mét thì rất là mắc luôn rồi. Rồi đây là một cái sổ là cái phần giáp đuôi. Đất của mình thì chỉ có hai sổ thôi nha cả nhà. Đó, nó cũng như phần quy hoạch luôn. Quý anh chị cô chú nào mà muốn xem đất thực tế thì vui lòng liên hệ với kênh Nhà Ở Vườn qua số điện thoại hoặc là qua Zalo nha. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô chú rất là nhiều ạ.